mà thèm ăn ốc thiệt là nghiệp quá đi. Đã 11 giờ khuya từ Tân Phú chạy lên Tôn Đản quận 4 để ăn ốc cho thỏa cơn thèm. Chỗ này á được anh của Min dắt đi ăn đó mà công nhận á bán ở vỉ hè thôi mà cực kỳ ngon và chất lượng luôn. Mình chỉ việc ăn thôi, còn mọi thứ thì cứ để anh lo. Muốn ăn ốc ngon á thì mình không thể nào thiếu nước chấm. Món đầu tiên được mang ra đó chính là sò mai nướng mỡ hành. Bự chà bá như này thôi mà chỉ có 30k. Mình sẽ rưới muối tiêu lên rồi mình sẽ xúc nó. Trời ơi nó đã gì đâu á, còn có thêm trứng cút nữa chứ. Ngon hết sảy con ông bảy. Còn món này á là ốc gai nướng mỏi. Con ốc này là lần đầu tiên Min ăn luôn á. Ốc giòn nhai sực sực. Cái vị của ốc á giống như là ăn khô mực vậy đó. Chấm bằng muối tiêu ăn rất là ngon. Còn đây là sò điệp nướng phô mai. Món này là khỏi nói rồi, béo ngậy ngất ngay con gà tây. Cá ba xe ốc á có cô bán nước chà tắc chà vải chà đào cũng ngon lắm á nha. Và đây là một món cũng khá đặc biệt, còi sò điệp sốt trứng muối. Trời ơi nó thơm nó ngon nó béo bá cháy luôn. Tới món yêu thích của Min rồi, sò dương nướng mỡ hành và nướng phô mai. Đặc biệt là Min rất thích ăn những món ăn mà có liên quan tới nướng á, nhất là nướng mỡ hành luôn á. Mỡ hành nó thơm, thêm cái đậu phộng nó béo bé rồi mình rưới thêm miếng nước mắm vô nữa. Vô. Còn có thêm ốc hương xào bơ, cái sốt này cho bánh mì rất là ngon. Món không nào thiếu khi ăn ốc đó chính là ốc giác xào rau muống. Best seller, ốc tỏi nướng muối ớt. Trời ơi mình khen hoài cũng kỳ ghê mà ngon quá phải khen chứ sao giờ. Ốc được cắt miếng nhỏ vừa ăn nướng lên cùng với nước sốt. Trời ơi, mình ăn con này là mình phải húp cái nước này nha. Giờ tới con ốc này ăn cũng rất là ngon luôn nhưng mà cũng không biết tên là ốc gì, do anh order sẵn ra ngon quá nên ăn thôi. Sau khi mình ăn ngập bàn thì đây là tổng thiệt hại của chúng mình. Hello mọi người, hôm nay thì Min sẽ dắt cả nhà đến quán ốc quen thuộc của Min. Ở đây có một món ăn rất là đặc biệt, phải nói là độc nhất vô nhị luôn. Đó, mọi người thấy có lạ không? Quán nổi tiếng nhất với những món rang muối được kéo sợi, nhìn ngộ ngộ ha nhưng mà ăn ngon lắm luôn á. Mọi người đến quán ốc này ăn đa số thường order những cái món mà được làm với muối kéo sợi này đó. Quán nằm ngay chợ Phú Thọ, buổi tối rất là đông khách luôn. Và Min cũng đã order ba bé cua rang muối kéo sợi nè. Sợi muối ăn rất là giòn luôn, mặn mặn nè, ngọt ngọt, cay cay. Và hải sản ở đây ăn rất là tươi mọi luôn. Người có thấy không, em cua này thiệt là mập unu, thịt đó rất là chắc thịt luôn. Và còn có món sụn gà xào bắp trứng muối ăn ngon tuyệt cứu mèo luôn. Còn đây là hào sữa nướng phô mai ăn béo béo bùi bùi. À hôm nay quán có thêm món nhím biển mỡ hành trứng cút, ta nói nó béo ngậy ăn sướng gì đâu luôn. Món này thì Min ăn chung với nước mắm chua ngọt có chút ít cay cay, ăn rất là lạ luôn á mọi người. Lần nào đến đây thì Min phải ăn cua thì Min mới chịu á. Ta nói là đang giảm cân mà ăn cái kiểu này rồi không biết giảm cân ở khúc nào luôn á. Chưa nha. Sau khi đã ăn ốc đã thèm á, Min còn xà vào một cái quán nho nhỏ gần nhà. Đây là quán ẩm thực Trung Hoa mà lần trước Min có quay ăn bánh cá nướng, mọi người có nhớ không? Quán này thì nằm ngay bùng bên đầm sen á, có nhiều món ăn vặt rất là ngon nha. Và đây là một món ngọt rất là ngon, đó chính là cái món gì đó rất là ngon nhưng mà cái tên thì Min cũng không biết là gì luôn. Hôm nay thì Min uống với nước soda táo. Em tàu hũ thiệt là trắng mịn, căng bóng và đàn hồi. Và cái sốt chân trâu đường đen ở đây ăn rất là ngon. Đậu hũ thì hơi lạc lạc khi mình ăn chung với lại chân trâu đường đen ngọt ngọt ăn rất là vừa miệng. Min chợt nhớ ra là muốn giảm cân là mình phải ăn thật là nhiều để có sức khỏe thì mới giảm cân được đúng. Cuộc đời có bao nhiêu mà hững hờ, một tuần có 7 ngày mà ăn ốc hết 6 ngày rồi. Đây là lưỡi vịt Sabo, ăn cực kỳ thơm béo mà cái sốt này chấm bánh mì là số 1. Nghe sốt giống như mùi cà ri nhưng mà lại không phải là cà ri nha. Món tiếp theo là răng mực sốt bơ cay, răng mực nhai giòn giòn mà cái sốt nó béo. Cái bàn nó quá trời nước chấm luôn. Còn đây là cá trứng chiên giòn sốt mắm me. Chua chua ở trong con cá hả? Rất là nhiều trứng xong rồi mình chấm với cái sốt me chua chua ngọt ngọt. Có mà ở ngoài con cá nó giòn, nó cái trứng nó bùi nó béo, nói chung mà nó đã lắm luôn á. Món này là phải ăn khi còn nóng nha. Và đây là sụn gà chiên nước mắm cực kỳ đậm đà, cực kỳ giòn, cực kỳ ngon. Món này đối với Min phải chấm thêm tương ớt cho nó cay cay nữa thì ăn mới tăng hương vị. Và đây là bổ sung cho cái tinh bột cho bữa ăn cho thêm no no đó mọi người. Thì đây là chính là miếng cua xé. Bạn nào mà làm biến thích ăn cua thì ăn món này nha, khỏi cần xé, có cua ăn sẵn luôn. Món tiếp theo sẽ rất là thanh đạm, đó chính là gỏi ngó sen tôm thịt. Ít ra thì trong bữa ăn thì mình cũng phải ăn rau củ đúng không mọi người? Đó, món này là đúng bổ sung rau củ luôn nè. Lúc nào mà ăn với gỏi thì chắc chắn Min không bao giờ quên bánh phồng tôm. Và đây là nhân vật chính của bữa ăn ngày hôm nay, tôm tắm chanh. Lần đầu tiên mà mình ăn tôm sống là do ăn món này nè, và cũng chính nó là động lực cho Min và nghiên cứu cái món tôm sốt Thái mà mình hướng dẫn lần trước đó. Ăn muối tiêu chanh đường thêm nhiều bù tạt cho nó phê lắm luôn. Và đây là món cuối cùng, nhũ heo nướng chao. Nhũ heo được ướp rất là lạ mà đặc biệt cái chao ở đây làm rất là ngon. Ủa sao nó đi ăn ốc mà nó giờ không có món nào ốc trên bàn vậy trời, tức ghê. Ăn sạch sẽ với càng ghẹ rang me đầy ụt tóc mỡ. Ngay trước cổng chợ Nhật Tảo đường Nguyễn Chi Phương có một hàng ốc nho nhỏ với bác chủ quán thiệt là dễ thương. Ở đây nổi tiếng với càng ghẹ tóc mỡ mà ăn với sốt này cũng ngon hết trơn á. Bác ơi cho con phần càng ghẹ rang me hai người mà nhiều tóc mỡ nha bác nha. Wow sao mà hoành tráng dữ vậy nè, thèm muốn chảy nước miếng luôn. Phải húp liền một miếng sốt me. Sốt me chua chua ngọt ngọt hơi cay nhẹ một tí xíu thôi nhưng mà rất là đậm đà. Đã vậy còn có quá trời tóc mỡ nhai bèo béo giống như bụng mỡ của Min vậy đó. Cái sốt này mà có thêm ổ bánh mì chấm vào nữa là bá cháy. Ngoài càng ghẹ rang me ở quán còn có càng ghẹ rang muối và càng ghẹ xào tỏi nữa đó, chấm với muối tiêu cũng ngon lắm đó nha. Còn đây là món lần đầu tiên Min ăn ốc bu nướng tiêu. Con ốc bu này nó to ghê luôn, rồi mình chấm với chỉ nó mắm gừng á, chua chua. Thịt ốc nó giòn nhai sực sực, chấm với nước mắm gừng nó đậm đà mà do nướng với tiêu nên nó thơm ghê luôn. Trời ơi tự nhiên nghiện món này ghê. Ai mà đồn nhạt như nước ốc mà sao mình thấy nước ốc này đậm đà mà ngon quá nè. Đã ăn
hết càng ghẹ rồi mà vẫn còn dư quá trời suất luôn. Cô ơi, cho con cái hộp mang về tối cho bánh mì ăn được không cô? Trời đất ơi, Min nói mà Min tức á. Là một tín đồ thích ăn hải sản mà bây giờ mới biết tới cái chỗ này. Ở đây á là chuyên về tôm hùm luôn. Mình chỉ cần order là anh sẽ luộc sẵn cho mình mà còn tặng kèm nước chấm nữa đó. Đúng với tiêu chí, ngon bổ rẻ. Chỉ mới có 10 giờ sáng thôi mà Min đã có mặt ở đây rồi. Vừa mới ghé vô thôi là thấy anh chủ đang chế biến 8 mấy tôm hùm cho cô chú kia mua về làm quà tặng đó. Mua tôm hùm được chế biến mà tặng kèm thêm sốt ngon nữa, tới 3 loại sốt nữa nha cả nhà. Min xin đính chính mọi người là đến đây ăn là vị tôm chứ không phải là vị chai đâu nha. Sau khi anh chủ đã làm 8 bé tôm cho cô chú xong thì đã tới phần của Min. Vì chỉ có 2 người ăn thôi nên Min sẽ mua 3 con size to. 3 bé tôm này là tầm khoảng 400g một con mà chỉ có 208.000 thôi. Ăn kèm với tôm có sốt wasabi, sốt hải sản và muối tiêu ri. Và bây giờ để dễ cho việc ăn tôm thì mình phải cần có đũa. Đũa là để cuộn tóc ăn cho dễ thôi chứ tôm mà phải móc tay với mọi người. Trời ơi con tôm nó to thật, nó chắc nịch mà gỡ ra nhìn nó phê gì đâu cái gạch của nó. Trời đất ơi. Sẵn tay bắt luôn bé tôm thứ hai luôn. Trời ơi bé này gạch đỏ vừa chín tới luôn. Mọi người có thấy cái body của nó không? Mập út luôn. Không thể nào kỳ đợi được nữa. Bây giờ mình sẽ chấm vào nước sốt. Trời ơi cái thịt nó dai, cái gạch nó béo, xong mình chấm vào nước sốt đó, mình ăn một miếng thịt là to nha, nó ngập ngụa trong miệng nó sướng. Thịt tôm vừa dai nè, vừa ngọt á, mà mấy cái sốt ăn kèm cũng rất là ngon luôn. Mà con nào ở đầu cũng toàn là gạch ăn rất là béo đã lắm. Trong ba loại sốt ăn kèm á thì mình thích sốt wasabi, còn anh của Min á thì thích sốt hải sản. Mà cái muối tiêu rang á ăn cũng đặc biệt lắm. Lần sau á không cần phải tới tận quán nữa, chỉ cần alo thôi là ship cho tận nơi. Nhiều khi không hiểu là tại sao bản thân rất là thích ăn hải sản luôn, nhiều khi ăn trừ cơm mà ăn quanh năm suốt tháng luôn. Hello mọi người, hôm nay á thì mình là ăn tôm nữa rồi nè. Bạn nào thích ăn tôm á thì ở lại, còn nào mà không thích ăn tôm á thì thả tim. Nói giỡn thôi á, tại gần nhà có cái quán này đi ngang không thấy đông quá trời nên phải tấp vô liền. Vô quán á ngồi xem menu, thấy ai cũng order cái phần này hết trơn nên cũng bắt chước order theo luôn. Phần này á là combo kajun sốt bơ tỏi. Cái combo này lúc mang ra nhìn hoành tráng lắm luôn. Vì tôm còn nóng quá nên mình đã nhờ anh xã gỡ tôm giùm đi nè. Anh xã, anh nói là anh nể và anh thương lắm luôn. Anh bắt cho một con á, nó không như bình thường là anh bắt hết cho ăn luôn rồi. Trời ơi, mới ăn lần đầu á mà ưng cái sốt này ghê. Cái sốt bơ tỏi này nó vừa thơm mà nó còn vừa béo nữa chứ. Đây là con vẹm xanh, lần đầu tiên mình ăn con này luôn á, mà hình như là không hợp khẩu vị của mình. Ngoài ra còn có ốc hương, bạch tuộc và cá bắp nữa. Sốt này á là ăn không hề cay một tí nào luôn mà còn thơm vị tỏi nữa. Combo này tính ra là 290k mà cũng được nhiều quá ha. Bánh mì phải có 3T, sốt ngon thì phải ăn chung với bánh mì. Ăn chưa hết món này á mà tiêu của bạn cá bên thấy một cái dĩa rất là hấp dẫn. Anh chủ ơi, cho em một dĩa giống bạn cá bên. À, thì ra là tôm sốt trứng muối. Trời đất ơi, cái sốt này mình xỉu đấy mọi người ơi. Cái sốt đó nó sánh mịn rất là thơm béo, được phủ đầy lên con tôm càng xanh. Không được, buông ra. Tính làm gì vậy? Cái này là của em. Phải nói làm sao ta, cái sốt trứng muối ở đây rất là đặc biệt, đúng là best seller của quán có khác. Sốt trứng muối mình phải vét cho thiệt là sạch, còn mấy cái kèm thì mình sẽ quất luôn. Chồng ơi trả tiền. Yahoo. Đang thèm hải sản thì được anh ha ship vào tận nhà cho ăn luôn nè. Sẵn tiện mình sẽ hướng dẫn hai công thức nước chấm siêu ngon chuyên dành cho đồ ăn hải sản luôn nha. Đây là nước chấm muối ớt đỏ, loại này ăn cay thơm đãng ngất ngây luôn á nha. Trời ơi, nhìn cái màu của loại nước chấm này là biết nó cay hít ha. Còn loại này á là muối ớt xanh, ăn hải sản khi chấm vào sẽ ngọt ngọt cay cay thơm béo nhẹ nhàng khiến các bạn ăn không ngừng nghỉ luôn. Công thức nước chấm thì vẫn như mọi khi mình sẽ up dưới phần comment nha. Bạn nào mà thích ăn hải sản giống như Min á thì nên thử một lần làm tại nhà sẽ biết ngon hú hồn là như thế nào. Đặc biệt cái nước chấm này làm có sữa trong đó nữa nên ăn nó béo ngon lắm, chưa gì đã chảy nước miếng rồi đó. Mời cả nhà cùng ăn với Min nha. Không biết con tôm này là con tôm gì mà sao nó bự chà bá luôn á. Con tôm này á thì đã được ướp và nướng đậm đà rồi. Giờ mình thêm cái nước sốt này vô nữa thì trời ơi, nó ngon không có từ gì diễn tả được luôn á. Thịt tôm á thì chắc, nước chấm á thì ngon hết sảy con bà bảy luôn. Những tín đồ thích ăn hải sản giống như Min á thì không thể nào bỏ qua loại nước chấm này đâu nha. Ngon thì quá xá, còn làm thì dễ quá à.